Ok, các bạn thắc mắc với mình rất là nhiều là khi mình sử dụng preset màu trên Lightroom, trên Camera Raw thì chúng ta cần phải làm những bước gì? Tại vì khi chúng ta chọn cái preset thì hình của chúng ta nó không đẹp như là cái hình mẫu người ta share, người ta làm mẫu cho chúng ta sử dụng cái preset đó. Rồi ok, vậy thì chúng ta cần làm những gì và cần để ý những điều gì khi chúng ta sử dụng preset để đảm bảo là bức hình chúng ta nó sẽ đẹp nhất? Video này mình sẽ cho các bạn câu trả lời ha. Nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, đăng ký. Và ok, chúng ta vào video thôi. Rồi ok, khi các bạn đã có những cái cài đặt xong cái preset cho Lightroom hoặc là Camera Raw rồi, ở đây thì mình sẽ thao tác ở trên Lightroom, trên Camera Raw nó gần như tương tự cho nên là mình sẽ không hướng dẫn thêm ha. Ở trên Camera Raw thì nó sẽ tương tự giống như là trên Lightroom này thôi, có những cái phần, những cái panel y chang như thế này. Rồi đầu tiên khi các bạn đã cài đặt cái preset cho chúng ta rồi, các bạn có thể là đi mua preset hoặc là chúng ta search những cái preset free trên mạng là chia sẻ miễn phí đó, thì các bạn sẽ thêm vào Lightroom hoặc là Camera Raw của chúng ta và hôm đó chúng ta sử dụng cho hình của chúng ta. Rồi cái lưu ý đầu tiên thì khi để chúng ta có một cái kết quả tốt nhất á, thì các bạn nên sử dụng file RAW. File RAW là cái file mà không có đuôi JPEG á. File đuôi không phải đuôi JPEG á, có thể là NEP nè của Nikon đúng không? Rồi CR2 của Nikon, CR3 của Nikon, của Canon. CR2 cũng có Canon, rồi của Sony, rồi các thứ. Thì nó sẽ đuôi không phải là đuôi JPEG. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng preset, nó sẽ ok nhất. Tại vì file RAW thì nó sẽ có nhiều data hơn để chúng ta có thể làm màu để nó nhìn nó mượt mà được. Chứ còn nếu như các bạn sử dụng file JPEG á, thì có vấn đề là khi chúng ta kéo thì nó sẽ gặp cái hiện tượng nó giống như là bị noise quá nhiều, hoặc là bị vỡ cái màu của chúng ta và nó sẽ không được đẹp, không được mượt, đơn giản thôi. Thì ví dụ các bạn đi chụp hình, các bạn có máy chụp hình thì các bạn nên chụp RAW ha. Mặc kệ nó có xấu tí xíu thì không sao đâu, chỉnh nó sẽ đẹp hơn. Rồi cái đó là cái lưu ý đầu tiên là chúng ta nên chụp RAW. Ok, cái thứ hai là khi chúng ta chụp như vậy á, khi chúng ta sử dụng preset á, thì không phải cái hình nào cũng sẽ có ánh sáng giống nhau, mà cái preset thì đơn thuần nó chỉ là chọn cái ánh sáng setting sẵn ở trên một cái file hình của người ta thôi, của người làm preset đó. Cho nên là cái ánh sáng nó sẽ không giống như là cái ánh sáng mà chúng ta thao tác trên cái hình của mình. Cho nên khi các bạn đã chọn preset rồi á, ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng preset số 1 trong bộ phim của mình chẳng hạn vậy, các bạn sẽ thấy ngay là cái hình này chúng ta nó sẽ cảm giác nó bị nóng. Là tại sao? Các bạn nhìn vô histogram này, các bạn sẽ thấy là ở phần highlight các bạn sẽ thấy là phần màu đỏ, phần màu vàng nó nổi trội hơn rất là nhiều so với màu khác. Và có cái rút ra được là đơn giản thôi là hình chúng ta nó đang bị nóng rồi, bị ám màu. Thì ở đó chúng ta sẽ phải giảm cái độ nóng đi, là chúng ta sử dụng temperature, chúng ta giảm bớt đi. Thông thường nha thì cái nhiệt độ gọi là nhiệt độ màu, nó gọi là lý tưởng, nó sẽ nằm trong khoảng cỡ 5,300-5,400 gì gì đấy, nó loanh quanh đấy. Thì tất nhiên nó còn tùy ý đồ các bạn, là các bạn muốn nóng hoặc muốn lạnh, nhưng mà đa số nó sẽ nằm trong khoảng này. Thì mình cảm thấy khi chúng ta kéo về như vậy, có thể thấy là cái phần màu sắc của chúng ta nó sẽ ngon rất là nhiều, đúng không? Đây là trước này, đây là sau, đây là trước và đây là sau đó. Tiếp theo đó là về phần ánh sáng, exposure, highlight, shadow. Thì đây các bạn có thể thấy là hình của chúng ta nó sẽ khá là ổn rồi, cho nên là mình không chỉ chỉnh nhiều thêm. Nhưng mà ví dụ như là những cái hình khác, ví dụ như là hình này chẳng hạn vậy, mình sẽ chọn cái nào mình thấy nó tệ cho xíu. Đây, ví dụ như là hình này chẳng hạn vậy, mình cảm thấy nó hơi tối, thì chúng ta sẽ phải exposure chúng ta tăng lên. Rồi như đấy có thể thấy là cái phần shadow của chúng ta nó tối quá, thì chúng ta sẽ phải kéo shadow lên. Hoặc là highlight trên mặt người mẫu đang quá sáng thì mình sẽ giảm highlight đi. Đó, thì chúng ta tinh chỉnh về phần ánh sáng đơn giản, exposure, highlight và shadow, để làm sao cho nó cân bằng lại. Còn những phần khác về phần màu sắc hoặc là clarity, về phần effect thì tùy các bạn tùy chỉnh thôi. Tuy nhiên là lúc đó thì cái ánh sáng của chúng ta nó sẽ phù hợp. Rồi thì đó là về cái phần chỉnh ánh sáng. Tiếp theo đó là về chỉnh phần detail ha. Phần detail tại vì mình thấy có nhiều người á, người ta đẩy cái sharpening lên rất cao nhưng mà cái masking người ta không đẩy lên. Masking tại sao phải đẩy? Thì đây các bạn đè phím alternate á, hoặc là phím option ở trên máy Mac, thì các bạn sẽ thấy là nếu chúng ta không có đẩy masking lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thêm cái vằn, cái hiện tượng là đẩy nét á vào tất cả hình của ta và nó sẽ không đẹp. Tăng nét là chỉ tăng ở phần có nét thôi, còn cái phần không phải nét thì không được tăng nét, đơn giản. Thì chúng ta sẽ phải kéo cái masking lên, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ vào đúng cái phần viền của chúng ta để phần chúng ta tăng nét đó. Thì các bạn sẽ phải giảm cái sharpening đi chút xíu, nó loanh quanh đâu đấy trường này thôi, đừng tăng cao quá, nhìn nó ảo lòi luôn.
Rồi tiếp theo noise reduction có hay không thì chúng ta cũng cứ kéo nhẹ lên tí xíu cho hình nó mượt hơn. Rồi tiếp theo các bạn thể thấy là hình chúng ta khi chúng ta chọn xong thì các bạn sẽ cảm thấy nó bị noise. Tại sao? Cái hình này chắc chắn là không phải noise. Thì mình giữ phím nhấn phím Y á, Y ngắn á, thì có thể thấy là ISO ở đây chỉ có 100 thôi. 100 không bao giờ noise như vậy được. Tại sao? Thì nó là ở effect và có cái mục ta gọi là grain ha. Grain, grain chính là cái phần tạo noise, giả lập cái phần noise giống như là bộ phim vậy đó. Đó thì mình tăng noise này, tăng grain chứ. Đó thì cũng là tăng noise á và giảm grain đi. Các bạn có thể thấy là nếu như hình chúng ta nó bị quá đi thì chúng ta sẽ giảm grain đi cho nó ok hơn, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp theo các bạn thể ở một số cái hình, đặc biệt là ở những cái preset mà các bạn mua của Tây chẳng hạn vậy đó, thì đặc biệt họ hay thích cái kiểu là tối góc ha, tối góc hoặc là sáng góc. Nhìn đối với mình á, thì nó rất là cùi bắp, cho nên là thôi mình về không đi. Theo mình thì đẹp nhất lúc nào là về không. Tất nhiên là tùy ý đồ của các bạn, nhưng mà đa số mình cảm thấy là như vậy là ok nhất. Rồi tiếp theo là lens correction, thì các bạn hãy chọn cái remove chromatic aberration. Còn cái enable profile correction này thì tùy các bạn. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như là ta sử dụng cái lens mà nó góc rộng á, thì nó sẽ hơi bị méo, thì chúng ta nên bật cái này lên. Còn ví dụ như là cái lens tầm phổ thông trong khoảng cỡ 24 tới 85 chẳng hạn vậy, hoặc là dài hơn, thì nó sẽ có một cái hiệu ứng là nó hơi tối tối góc như thế này. Đó, tối góc như thế này, và nó làm tập trung cho cái chủ thể của chúng ta, và chủ thể chúng ta sẽ nổi hơn. Thì cái đó mới là cái xịn, chứ còn như kiểu của cái effect này thì hơi nhìn phét lắm. Cho nên là thì nếu như chúng ta nằm trong khoảng này thì đối với mình nha, thì mình thường mình không bật cái này làm gì. Ví dụ như là lens 16 hay là như thế nào đó thôi thì mình mới bật thôi. Rồi tiếp theo về một cái phần mà các bạn sẽ rất là thắc mắc, đó là phần màu da. Thì đây phần màu da, nếu như các bạn cảm thấy màu da của chúng ta nó bị ém hoặc là nó không ok thì các bạn thể bật cái phần color này lên ha. Color bật xuống, ví dụ là nó ở đây thì các bạn sẽ bật tick của cái phần color này. Và ở phần màu cam, màu vàng và màu đỏ thì các bạn tăng chỉnh tùy ý. Ví dụ như đây màu cam mình muốn cho nó nổi lên tí xíu, màu đỏ có thể là nổi lên tí xíu cho nó nổi cái người lên sáng hơn. Màu vàng tương tự như vậy mình cũng tăng. Đó thì mình sẽ cảm thấy là màu da của chúng ta nó sẽ ok ha. Thì các bạn chỉ cần tập trung vào ba cái phần này thôi. Các bạn muốn tăng saturation là tăng cái sắc độ của chúng ta nó đậm màu hơn, nó nhạt màu hơn. Còn luminance thì các bạn sẽ chọn là màu đó nó sẽ tối hoặc là sáng, thì tùy các bạn. Ở trong ba gam màu này nó sẽ là tổng hòa lên cái da người của chúng ta đó, đặc biệt là phần orange, màu cam ha. Rồi thì đó là về phần chỉnh tông màu. Tiếp theo có một cái nữa là mình cảm thấy nhiều người làm rất dở cái phần này, đó là chúng ta sử dụng những cái tool này mà chúng ta, những người làm preset á, người ta không xóa bỏ. Thì tại vì mỗi hình mỗi khác mà. Ví dụ như là đây mình sẽ sử dụng một cái tool, ví dụ như là mấy cái preset của mình thì chắc chắn là không có bị thừa những cái tool còn sót lại. Tuy nhiên ví dụ như là những cái hình khác chẳng hạn vậy, mình sẽ chọn đại một cái hình mà mình sưu tầm. Ví dụ như là thử coi, không biết là cái nào có hay không. Đây ví dụ preset này khi mình vừa click vô một cái thì mình phát hiện ra là ở đây nó có một cái tool thừa ở đây ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ click vô, chúng ta bấm delete, chúng ta xóa đi. Và chúng ta tương tự click vào những cái tool khác để chúng ta kiểm tra xem là có cái tool nào nó bị thừa lại hay không. Thì chúng ta click xóa đi ha. Tại vì mỗi hình mỗi khác mà. Thì đó là về cái đơn giản vậy thôi. Chúng ta sẽ xóa những cái tool còn thừa lại trong preset. Và đó là hoàn tất. Và chúng ta sẽ làm cho cái preset của chúng ta nó sẽ phù hợp với hình của chúng ta hơn. Đó thì đó là toàn bộ về cái cách để chúng ta sử dụng cái preset là sao cho nó đẹp nhất. Các bạn có thể thấy là nó thực tế rất là đơn giản, dễ dàng thôi. Và tất nhiên nếu như để mình có lưu ý trong video đó, nếu như các bạn muốn công việc mình nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ dàng hơn cho các bạn, thì các bạn có thể tham khảo những cái bộ preset mà mình đã làm sẵn và mình kinh doanh ở trên fanpage của mình. Các bạn có thể qua fanpage của mình để các bạn tham khảo thử coi là nó ok hay không, hoặc là kéo chút xíu ở dưới phần comment đó mình có để cái link tham khảo cho các bạn, thì các bạn có thể click vào đó. Bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể PM cho mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn hết lòng. Đơn giản vậy thôi. Rồi thì đó là toàn bộ video này, đừng quên like, subscribe, share và comment cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nhé. Bye bye.